vở ôn tập hè tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3, bao gồm 20 bài tập ôn luyện cho các bé. Mỗi ngày một bài không sợ các bé quên kiến thức ở trường lớp. Môn tiếng Anh ở lớp 3 rất quan trọng, đó là môn các bé bắt đầu học nên hoàn toàn mới lạ và có thể làm cho các bé mau chán. Vì thế nếu không ôn tập, các bé sẽ mau quên dẫn đến bị hụt lùi so với các bạn. Mỗi bài sẽ có phần ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, mẫu câu, nói, đọc và viết. Tuy ôn luyện ở nhà nhưng bé vẫn được đảm bảo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Anh. Ba mẹ hãy mua cho bé tại Nu Sắt nhé.